mến chào quý ông bà, cô chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng. Lời đầu, Yến Nhi kính chúc quý ông bà, cô chú bác, anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và tỷ sự như ý. Bên em giờ này cũng nửa đêm rồi, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon. Yến Nhi thì tranh thủ thời gian để lên chia sẻ cho các anh chị, cô chú bác, mọi người cùng nghe. Bởi vì một sự thật rất là phũ phàng và bẽ bàng đến bất ngờ như các chị bác. Thì trong cái thời gian qua, các anh chị cô chú bác cũng đã thấy, cũng đã theo dõi kênh Yến Nhi và em Cường và chị Thị California và anh chú ơi con khổ quá. Thì em Cường và em và anh chú ơi đã có những cái hành trình từ tâm của tụi em để đi mua những phần quà, thực phẩm, thức ăn, nước uống để san sẻ cho các anh em vô gia cư. Vậy mà cái bầy đàn của cái bọn lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện, nịnh nót cho hàng Cali, nó đang tấn công tụi em hết ngày này đến ngày nọ. Quý anh chị em, cô chú bác, cộng đồng mạng, mạnh thường quân, hãy nhìn vào mà xem tại sao tụi nó định nót con Hằng. Nó nói con Hằng á là làm á tốt. Tụi em á cũng đang giúp những anh em vô gia cư, nhưng tiền đây á là tiền cá nhân của tụi em, làm mồ hôi nước mắt công sức lao động của tụi em để mà san sẻ với các anh em vô gia cư. Mà tụi nó đã tấn công tụi em mà chỉ nịnh nót cho riêng con Hằng. Mà con Hằng là cái con kêu gọi tiền từ thiện, số tiền kia biết là bao nhiêu tiền mà không có minh bạch rõ ràng. Đó, những khoản tiền á mà kêu gọi không rõ ràng minh bạch á, nếu cô chú bác anh chị nào chưa xem thì Yến Nhi mến mời quý anh chị cô chú bác hãy xem lại những cái clip trước của em đã có chia sẻ rồi. Số tiền rất là khủng đó các anh chị cô chú bác. Cái bầy á lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện á, nịnh cho Hằng Cali đó các anh chị bác. Nó nói Hằng Cali là tốt, mà tại sao bao nhiêu tháng trời Hằng Cali và cái đám nịnh nót cho Hằng Cali, bở đít cho Hằng Cali không lấy cái bằng chứng ra để những cái số tiền của những nhà hảo tâm và chi ra như thế nào, không có hóa đơn chứng từ, không có receipt, biết bao nhiêu là cái số tiền rất là khủng mà bọn nó binh cho Hằng Cali. Nói Hằng Cali là tốt. Hằng Cali tốt gì ở đây? Tiền Hằng Cali đi ra giúp những anh em vô gia cư là tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân trên cộng đồng mạng, chứ không phải là tiền của Hằng Cali các anh chị bác. Mà những nhà hảo tâm gửi tiền vô cho Hằng Cali, Hằng Cali đi trao quà cho các anh em, Hằng Cali mua những phần quà đó, để ship có đưa lên cho các anh chị có bác xem không? Không có. Tại sao Hằng Cali không dám đưa đề xếp các anh chị bác xem? Tại vì Hằng Cali lấy cái tiền food stamp của các anh em á, ha, đó, chai 6 muối á, ở trong nhà Hằng Cali để mà mua. Thì làm sao mà đưa cái đề xếp được cho các anh chị của chú bác xem? Còn cái tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân á, đưa tiền mặt vô cho Hằng Cali á, hay là chuyển tiền qua cho Hằng Cali đó, nộp tiền vô cho Hằng Cali đó, những cái tiền đó đó, là vô túi của Hằng, vô cái bầy đám của Hằng hết trơn đó các anh chị bác. Đó, thì hôm nay á, mấy cái bầy đàn á mà ăn chặn tiền từ thiện á, mà nịnh nót cho Hằng Cali mà để mà tấn công những anh chị em á làm từ thiện á mà từ tâm á, thì các anh chị các bác nghĩ đi, bọn chúng nịnh cho Hằng, nói Hằng là tốt. Nếu mà nói Hằng tốt thì em phải hỏi á, một câu lại á, ha, Hằng tốt gì ở đây? Để em phân tích cho các anh chị cô bác nghe. Hằng chỉ tốt ăn chặn thôi, tốt lừa đảo, tốt lương lẹo, tốt á, gạt mạnh thường quân, tốt diễn tuồng chim mồi, gạt tiền mạnh thường quân, ăn chặn tiền của các anh em vô gia cư. Chứ Hằng tốt gì ở đây? Nếu mà Hằng tốt á, ha, Hằng đã quay á những anh em vô gia cư gần 3 năm trời nay rồi, ở dưới con suối,
thì ngay cái ngày mà anh á, bệnh mất các anh chị bác, là Hằng Kali á, sẽ không bao giờ kêu gọi tiền từ những nhà hảo tâm mạnh thường quân ra xin 4.000 đồng để mà lo đám cho anh Bình. Em nói thật, nếu mà người tốt á, người ta không có mở miệng xin những nhà hảo tâm á, mạnh thường quân á, 4.000 đồng để cho anh Bình làm đám đâu các anh chị bác. Hằng á, Kali á, quay các anh em vô gia cư gần 3 năm trời rồi. Những cái thước phim, những cái clip của Hằng á, Hằng á được YouTube chả biết là bao nhiêu tiền ở trong đó từ những anh em vô gia cư rồi các anh chị bác. Thì bây giờ á, nghĩa tử á, là nghĩa tận. Nếu mà một người tốt á, cái lòng tốt nha các anh chị bác, sẽ không bao giờ kêu gọi nguyên góp, mà là sẽ tự mình lấy cái tiền đó lo cho anh luôn. Cái đó Yến Nhi công nhận Hằng tốt. Hằng diễn tuồng ra xin có 4.000 đồng thôi. Hằng thừa biết á, là xin 4.000 đồng, nhưng mà biết đâu chừng á, nó vô tới 40.000 hay là con số nó sẽ hơn nữa. Cái miệng của Hằng á ha, lúc nào á, Hằng á cũng giả khổ rất là hay, kêu gọi lòng thương rất là hay, ăn mày á lòng thương của những nhà hảo tâm rất là hay. Hằng còn hay hơn nữa là ăn chặn tiền của những anh em vô gia cư nữa cơ mà. Việc gì mà Hằng không dám làm? Các anh chị cô chú bác ơi, mình hãy sáng suốt lên, hãy nhìn nhận rõ cái bản chất về một cái người lương lẹo ăn chặn tiền từ thiện. Cái nào từ thiện bằng từ tâm, mà cái nào từ thiện là trục lợi, mình phải phân biệt các anh chị bác. Tại vì bên ngoài còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thực sự cần á, những tấm lòng hảo tâm của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cô chú bác, cộng đồng mạng san sẻ, trợ giúp. Còn như á, nói thiệt, Yến Nhi á, cũng sống ở Mỹ nè. Những anh em á, ở hoàn cảnh ở Mỹ á, dù có khổ cỡ nào đi nữa cũng có chính phủ lo đó. Cũng như các anh em hút sách thật sự quyết tâm lên bờ cai, có chính phủ lo, không cần kêu gọi tố một đồng nào hết trơn á. Vậy mà Hằng Kali á, ra kêu gọi xin tiền cho các anh á, lên bờ cai. Rồi các anh không có cai, Hằng Kali cũng không có chịu trách nhiệm. Rồi Hằng Kali đổ thừa qua những cái nhân vật đó, người đó tạo phản, rồi người này thế này, rồi người kia thế kia, toàn là diễn kịch để mà chim mồi qua mặt. Nhận tiền của những nhà hảo tâm xong rồi say bye ha, không có trở lại. Rồi Hằng á, nói tốt cho Hằng, rồi nhân vật kia kia đâu đi đi, Hằng không quay nữa là xong, coi như là tiền của Mạnh Thường Quân đã mất. Các anh chị cô bác ơi, hãy sáng suốt lên. Em á, muốn chia sẻ đến các anh chị cô chú bác biết á, là để cho mọi người có một cái cách nhìn khách quan. Tiền của quý vị cũng còn trong túi quý vị, chứ không phải mà Yến Nhi lên đây mà Yến Nhi chia sẻ, mà Yến Nhi á, kêu gọi mà các anh chị cô chú bác hãy giúp đỡ gì cho Yến Nhi. No, cái này Yến Nhi á, thật sự cảm ơn, Yến Nhi không có cần cái chuyện đó. Mà Yến Nhi muốn các anh chị bác cần ở chỗ là các anh chị bác hãy sáng suốt lên nhìn nhận, để cái số tiền đó để san sẻ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những em trẻ nhỏ bị tật nguyền, cần đến trường rồi đi học, vân vân và vân vân các thứ. Gia đình người ta khổ lắm các anh chị bác, không có tiền cho con đi học, không có tiền cho con khám bệnh, rồi có những ông bà cô chú bác lớn tuổi không còn sức lao động được nữa, và có những anh chị em có nhiều cái tai nạn hoặc tật nguyền bẩm sinh, người ta không thể đi làm được, cần sự trợ giúp của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân. Chúng ta hãy đồng lòng lại, Mạnh Thường Quân hãy đồng lòng lại san sẻ giúp cho những hoàn cảnh đó, chứ đừng có để cho Hằng Kali trục lợi cá nhân. Cuộc sống ở Mỹ này dù cỡ nào cỡ cũng có chính phủ lo ha. Nếu mà các anh chị cô chú bác á, nhà hảo tâm á, có lòng tốt á, có thời gian muốn san sẻ cho các anh, thì á, mình gặp á, các anh em vô cư ngoài đường thì mình cứ trao tận tay, không cần phải qua trung gian Hằng Kali nữa các anh chị bác. Em nói thật, những cái phần quà của các anh chị cô chú bác á, bánh nè, mì nè ha, em thấy trong nhà của Hằng Kali á, một kho luôn, nó đâu có đi ra phát cho các anh em vô cư đâu, mà trong khi đó nó cứ lâu lâu xuống diễn,
rồi lên xe lấy đồ, lên xe lấy mì, lên xe lấy thức ăn. Trời ơi các chị bác, cho được bao nhiêu? Lâu lâu xuống á, cho được á, 2-3 người đó. Tiền á, của các chị bác á, thì vô ào ào, mua đồ thì không có receipt. Đó. Bánh á, chắc một kho luôn. Rồi hôm Tết á, ha, mùng 2 Tết á, có hai anh cho 100 đô, một người cho 50, hai người là 100. Đó, cho hàng Cali á, là mua thuốc lá cho các anh em á, ở dưới suối. Ha. Mà hàng Cali á, cho đến nay á, em im lặng em không nói thử còn sao. Có phát hết á, đấy á, 100 đó đi mua thuốc lá phát cho các anh em á, vô gia cư không? Cho đến nay cũng không có phát nha các anh chị bác. Phát được bao nhiêu gói? Từ hôm á, mùng 2 tới giờ, bao nhiêu gói hằng? Một cây thuốc hằng mua có 19 đồng thôi. Hôm Tết tới giờ hằng phát chưa á, có được á, một cây nữa. Hằng á, một cây thuốc của hằng á, hằng xuống hằng phát á, hằng quay một cái clip tiền thì tiền của Mạnh Thường Quân. Ha, làm clip một cái clip á, là cả 100 đô hàng chục lợi. Trời ơi, hàng cứ chục lợi hết cái thứ này tới thứ kia. Thậm chí mà thực phẩm cũng như bánh nè, rồi mì nè, đó, ở trong nhà hàng á, hàng không đi ra phát, hàng cứ lo đi ăn, đi chơi, hít xe sáng muối. Rồi á, lúc nào mà hết chuyện rồi đó, bắt đầu hàng mới suy nghĩ tới, rồi đi xuống suối với bộ á, phát, kêu gọi lòng thương của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, những người nhẹ dạ chót tin hằng, rót tiền vô tiếp cho hằng. Xưa rồi hằng ơi, xưa rồi ha, đừng có làm như vậy. Con người á, sống á, cái gì cũng vậy, mình phải trung thực ha. Từ thiện á là một cái nghĩa cử cao đẹp từ trước đến giờ. Yến Nhi đã nói đi nói lại rồi, Yến Nhi rất ủng hộ những người làm từ thiện các anh chị bác, em rất là ủng hộ. Nhưng mà chỉ có riêng hằng Cali, em nói suốt mấy tháng trời nay rồi, chủ yếu là em muốn chia sẻ những lời thật y thật đến mọi người, cô chú bác biết là hằng Cali đang trục lợi từ thiện từ những đồng tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân. Cho nên em chia sẻ đến các anh chị cô chú bác cộng đồng mạng, những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân biết, để mọi người có cái nhìn khách quan hơn, để số tiền đó lại san sẻ cho những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn, người ta đứng trên bờ vực thẳm luôn các anh chị bác ơi. Rất là cần sự giúp đỡ của các anh chị bác, cũng như những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Có nhiều chỗ người ta, nước người ta nghèo, người ta không có được như mình ở đây các anh chị bác, cũng như là Việt Nam đó các anh chị bác. Nhiều cô chú bác khổ lắm, khó khăn lắm, cần sự giúp đỡ của ha, cộng đồng mạng, những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân ha. Chứ không phải á, là như á, hàng Cali mà ra kêu gọi á, tiền để mà đi cai nghiện. Mấy cái đó không có cần thiết đâu các anh chị bác. Cai nghiện cái đó á, các anh quyết tâm á, là có chính phủ lo rồi ha. Hàng Cali chỉ là diễn tuồng ha, dựng kịch bản lên để qua mặt nhận tiền được những nhà hảo tâm, rồi á, chi chác với nhau, rồi á, đường ai nấy đi vậy thôi. Đó, chuyện á, anh làm, chuyện tôi biết. Đó, miễn ai mạnh ai nấy chi tiền xong là coi như là ok rồi đó, tốt rồi. Những cô chú bác, anh chị em, những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân cũng đã thấy rồi đó. Tại sao tụi em ra giúp mà cái đám nịnh cho hằng Cali lại tấn công tụi em, chửi tụi em, không muốn tụi em ra giúp, là lý do gì? Là lý do hằng Cali á, nó sợ, cái đám nó sợ hằng Cali không có chỗ để mà kêu gọi. Tại vì tụi em xuống giúp là coi như các anh em á, cũng có thực phẩm, có thức ăn rồi, đúng không? Rồi các anh còn có food stamp nữa nè. Các anh á, đâu phải là đến nỗi mà ở Mỹ này á, các anh em vô gia cư vẫn có chính phủ lo, vẫn có food stamp như các chị bác. Cho nên á, là không phải là như cái hạ những anh em mà vô gia cư ở bên Việt Nam. Ở đây là Mỹ, chính phủ ở đây rất là thương người dân. Đó, chính phủ lo. Thậm chí mà hạ Medicare, bệnh, đau cũng có bác sĩ, y tá chăm sóc miễn phí luôn. Không phải á, là như á, ở Việt Nam. Cho nên á, người ta, những khán giả có thể là ở Việt Nam người ta không hiểu, không biết thôi. Chứ còn á, Yến Nhi á, ở Mỹ mà, Yến Nhi biết.
Cái nào Yên nói là bằng cái sự thật, bằng cả cái tấm lòng của Yên Nhi để mà chia sẻ đến cô chú bác anh chị, mọi người. Chứ không phải á, là Yên Nhi á, chia sẻ đây á, mà để có một cái lợi ích gì cho cá nhân Yên Nhi. Không có nha các anh chị bác. Em rất á, đã tranh thủ thời gian để mà có cái thời gian chia sẻ đến mọi người cùng nghe, để biết cái câu chuyện, một cái câu chuyện là nó sự thật, nó đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đó, vậy hát ca ly, bày đàn, tụi em ra làm từ thiện, tiền túi của tụi em, đâu có ai chửi tụi em đâu các anh chị bác. Cộng đồng mạng, cô chú bác, những cô chú bác lớn tuổi, những nhà hảo tâm mạnh thường quân luôn, cũng rất là ủng hộ tụi em. Tụi em rất là vui các anh chị bác, khi mà được san sẻ cùng với các anh em vô gia cư, tụi em rất là vui, rất được nhiều người ủng hộ. Mà tại sao riêng có một cái bầy đàn định cho con Hằng Kali là tấn công, xúc phạm, chửi rủa tụi em vô tội vạ? Thì cô chú bác anh chị hãy nghĩ đi, là lý do gì? Là lý do Hằng Kali làm từ thiện á, là băng đảng, nó muốn chùm độc quyền, không có muốn á, ai á, cá nhân ai á, đi ra phát từ thiện á, gì hết trơn á, để cho Hằng Kali được làm. Rồi nó kêu gọi tiền, những nhà hảo tâm mạnh thường quân vô, tụi nó trục lợi, tụi nó ăn chi, ăn chơi, điên chơi với nhau. Đó, các anh chị cô chú bác, thấy không? Một cái hành trình á, trải nghiệm của em á, ha, đi ra giúp đội mưa, đội nắng, mà tụi em cảm thấy rất là vui. Có rất nhiều cô chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng ủng hộ tinh thần cho tụi em. Tụi em rất là vui các anh chị bác. Nhưng chỉ có đám định cho con Hằng Kali á, một cái đám mà ăn chặn tiền từ thiện á, để mà chi chác với nhau á các anh chị bác. Tụi nó ăn chi với nhau, cho nên á, tụi nó lên tấn công em các anh chị bác. Trước kia á, thì nó tấn công em Cường ha. Rồi á, bây giờ tới em đi ra em giúp, tụi nó cũng tấn công em luôn. Và bữa nay em thấy á, cái đám tụi nó tấn công luôn cả cái anh mà cái kênh Chú ơi con khổ quá. Trời ơi, anh bạn đó là anh bạn đồng nghiệp các chị bác. Em thấy người nào làm tốt em ủng hộ thôi, chứ em cũng không có quen anh đó. Người nào làm từ thiện tốt em khen tốt các chị bác. Anh Chú ơi con khổ quá đó, cái anh đó là tốt bụng đó các chị bác, làm từ tâm luôn đó các chị bác. Ảnh đi có một mình thôi, đi xuống suối xách nước, xách đồ ăn, thực phẩm xuống cho các anh em, cũng như chị Thủy, anh Phúc. Trời ơi, một mình thôi đó, mà ta đi từng xách cổ đồ theo xuống á, để trao á, cho các anh em tận tay luôn. Còn Hằng Kali tốt cái gì ở đây? Đi một bầy đàn ông lưng dài gai gọng, không đi làm tối ngày đi theo con phụ nữ, xách giỏ cầm máy quay phim cười hô hố. Đi ngoài đường, trời ơi, đi đến chùa cũng chôm chỉa, cũng xỉa đồ. Đi tới đâu cũng chôm xỉa hết trơn á. Trời ơi, đi xuống suối mà còn chôm chỉa nữa. Chuối còn lụm về ăn nữa. Trời ơi, cái gì cũng chôm xỉa, xỉa về hết trơn á. Hủ hoa của người ta trồng còn đều, còn non, còn nhỏ cũng hái đem về ăn nữa. Trời ơi, một bầy đàn ông luôn. Mà tiền thì của những nhà hảo tâm mạnh thường quân góp vô, mua quà tặng cho các anh em vô cư. Mà đi á, ông nào ông nấy đi tay không à. Ha. Tiền á, thì của những nhà hảo tâm góp vô đó. Đó. Mang cái tên á, là từ thiện, làm tốt. Tiền mà thường quân góp tiền vô, mua quà biết bao nhiêu, mà trao không bao nhiêu hết trơn á. Mà đi cũng xách không nổi nữa. 4, 5 ông, 5, 6 ông, 6 với ông vậy đó các anh chị bác. Không có ông nào xách cái gì hết trơn á. Đi không vậy á. Rồi kêu á, các anh chị em dưới suối á. Nhiều khi tất các anh chị á, thì á, đầu óc á, có lúc á, mơ mơ hồ hồ, cũng gán đi lên, thui thủi đi lên, xiển niễn đi lên các chị bác. Rồi nó ngồi, nó đứng ngày sau, nó đi sau, nó quay, nó chế nhiễu người ta, để cho cộng đồng mạng người ta nhìn vô. Đó, Mạnh Thường Quân nhìn vô như là thấy là nó làm tốt. Đó, rồi á, nó ngồi đứng sau á, nó cười nhiễu người ta. Trời ơi, cái đó là tốt cái gì? Các anh chị của bác, em nói gì có đúng không? Hôm nay á, cái chia sẻ của em á,
đến các anh chị của bác. Bấy nhiêu đây trước nha, em xin hẹn gặp lại vào cái video tiếp theo sau. Yến Nhi kính chúc quý cô chú bác, quý anh chị em trên cộng đồng mạng luôn dồi dào sức khỏe và tỷ sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt. Để có tiền, mình cần làm những chuyện gì cần thiết, đáng để mình san sẻ tiếp cho các anh chị của bác. Chứ không phải để mà rót tiền vào cho một chỗ như là Hắc Kali. Ở đây á, ha, nhiều cô chú bác á, anh chị em á, đi trao quà cho các anh em vô gia cư rồi, mà các anh em vô gia cư á, người ta cũng có phút tem rồi nha. Không có cần á, Hằng Kali á, chim mồi kêu gọi tiền, lợi dụng á, quay á, những anh em vô gia cư nhận tiền từ những nhà hảo tâm mà không có đi ra phát quà cho mấy anh. Đó, em chia sẻ cho các anh chị bác tới đây trước nha. Em xin hẹn gặp lại vào cái video tiếp theo sau. Yến Nhi kính chúc quý ông bà, cô chú bác, quý anh chị em luôn mạnh khỏe. Thank you and bye bye.